Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Toton Wat Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của mấy anh Sugo. Ở tập trước thì thực sự là mình đang phải dùng những cái giải pháp ngoại giao để có thể đàm phán hòa bình với một số thằng để có thể tập trung đánh một số thằng. Chứ mình không thể dàn trải chiến trường ra khắp mọi nơi được. Bây giờ thì mình đang chiến tranh thằng này thì sắp tèo rồi. Mình chỉ còn chiến tranh với mỗi thằng Massa Silla này nữa. Để xem thì hình nào đã. Coi như là nói chung thì chúng ta không thể dùng lúc nào cũng dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề được. Đôi khi chúng ta cũng phải dùng đến ngoại giao và ngoại giao thì luôn luôn là đau đầu. Nhưng mà vẫn phải làm thôi. Thằng đồng minh của mình. Có lẽ lượt trước mình cũng không còn việc gì để làm nữa nên là có lẽ mình sẽ qua lượt đã. Có một điều thú vị là thằng Ai Cập đang chiến tranh với mấy thằng ở phía đông. Có lẽ mình sẽ lợi dụng thằng Ai Cập một chút. Thôi xong. Ôi, nó tiêu diệt mất thằng đồng minh của mình rồi. Nói tiêu diệt mất thằng đồng minh của mình. To serve the people of God, I like wrecking things. It is done. Honor the gods and your ancestors. Nó tiêu diệt mất thằng chư hầu mình rồi. We take this settlement for the tribe. Honor the gods and your ancestors. They cower before us. For gold. Tính xem đánh kiểu gì đây. Lay siege to their hovels. Quân đội khá đông nhỉ. Không đánh auto được, đánh hai trận liên tiếp mà đánh auto là thua. Mặc dù quân đội của mình chưa hoàn toàn phục hồi. Nó có hai cái xe bắn đá. Look at this enemy. An army of women and children would be more of a threat. Get ready, men. Không nhìn thấy chúng nó đâu nhỉ?
Chết rồi, xem nó trên đỉnh đồi. The artillery stands ready. Thì các khẩu độ pháo của nó hai khẩu độ pháo này nhỉ, lên một đổi ở đâu. Trận này chắc chắn là đấu pháo rồi. Đây nữa. Chắc chắn là đấu pháo rồi. For blood and battle. Cậu Âu lên đỉnh đồi trượt cao lắm. Không là có ai. Cháy được mấy hộp pháo ấy nhỉ. Old sworn warriors, get ready, noble horse.
Ui, lại đấu pháo. Hay quá, hai khẩu rồi. Our hidden units have been discovered. We have discovered the enemy's hidden units. Turning in our favor. Our units has used all its ammunition. Sons of God! Riders ready! Attention! Completely now! Riders! Old Swan Warriors! Get your shields up! Hunters! Get out! One of our units has used all its ammunition. Goals!
general is dead. Quả này nó lì phết đấy chứ nhỉ. Không có pha dứt điểm nào lét lét nhỉ. Ai chà. Cũng được. Our hidden units have been discovered. Cha-cha-cha-cha. Mình thích xem pha dứt điểm. Đẹp mắt. Single.
Our hidden units have been discovered. Our hidden units have been discovered. Hunters! Chúng tên. Our hidden units have been discovered. Right. Tổn thất khá nặng nhỉ. You have further orders? Honor the gods and your ancestors. Một khẩu pháo. The tribe! Tyrannus! Strike them down! Chúng nó cũng có pháo. Cảm nhé. Cũng vậy là mình có lợi thế sườn dốc trên cao ạ. Burn them! Guilds! Battle group awaiting your Sons word! Sons of Gaul! Guilds! Battle group awaiting your word! Warriors group! Raiders! Ready! Battle group ready! Who stand in our way? Sworn warriors! Trận đấu pháo à? Hay quá, đi hai khẩu. Hay quá. Bộ binh của nó đang tràn lên à? Warriors,
thiệt, nốt khẩu pháo nữa. Turning in our favor. Lên đây. Cái mày cứ lên đây. Our units has used all its ammunition. Burn him! Noble horse! Heavy onager! Ready! Shield yourselves! Hoofsworn warrior! Our units has used all its ammunition. Xong thế nào? Our spears are yours!
ready! Amen! Ready for battle! We are called! Ready! Các bọn xe bắn đá dở hơi. Has used all its ammunition. Hunters! Let's get running! Kill! Fire will! Close! The enemy general is dead. Nó đâm đằng sau gáy à? Căng thẳng quá. Travel is to be truly free. I live to serve the people of God. Kill them all. You have further orders? Honor the gods and your ancestors. Kill! Yeah! Bốn quân vàng. À, có hầm trông bẫy đá rồi. Battle group disbanded.
Awaiting your word! And waiting! Charge! Our hidden units have been discovered! Trời ơi. Nó không tấn công được. One of our units has used all its ammunition. Our units has used all its ammunition. Halt! Get them! Any of them! Noble horse! Elite cavalry! Old Swan warriors! General is dead. The enemy is dead. Our hidden units have been discovered.
Tàn sát. Đấy, tàn sát hết nó, không cần trận sau nó tiếp viện của mình to này. Chạy lên cái quả đùi. Đồng về nhỉ. Our hidden units have been discovered. Chắc gần hết rồi. Our hidden units have been discovered. Trong một cái rừng phủ đầy tuyết. Được, chết có 44 chiến sĩ thôi. Honor to gods and your ancestors. Tyrannus, strike them down! Căng thật. Light.
these left blood! Warriors grouped! Kill! Kill! Our hidden units have been discovered! Battle is turning in our favor. A battle of our favors. Noble horse! One of our units has used all its ammunition. Force of God! Scramhawks ready! Gelts! Shields ready! Spears! Spearmen! Ready! One of our units has used all its ammunition. Một cái trong rừng mà. Có pha dứt điểm hay phết đấy chứ. Follow me!
trời ơi là trời. Our hidden units have been discovered. Tàn sát hết bọn này. Our hidden units have been discovered. Hidden units have been discovered. Our hidden units have been discovered. To travel is to be truly free. Wipe them out. Ready for battle. Leave none alive. Hỏa rồi. Sau quả này là hỏa. Hỏa. Welcome. We will talk. I will take word of our... Tình hình có vẻ bát căng nhỉ. Thành cấp 3. 16 quân hùng. For the tribe.
Để xem. Trời nắng đẹp à? À, hay quá. We hunger for blood and battle. Thích quá mà nói thì bọn này không nên dùng xe. Hidden units have been discovered. All for gold. Ready. Run, curse. Rah! What are we, brothers? Noble horse. Oath sworn warriors. Run, curse. La Mã. Hunters. Gotcha. Well done. Faster. Reload. La Mã. Victory for gold.
rồi. Stop now, hunters! Oh, battle ready! Spear and nobles! Run, curse you! Brothers! Get brothers! Battle ready! Goals! Run, curse you! Ready! Elite cavalry! Riders, forward! Nào, phá hết mấy cái cành của nó đã. Quân trong thành nó còn đông lắm. The enemy's tower has been destroyed. Đó, cung tên lên điểm trợ nào. One of our units has used all its ammunition. Run, curse you! For gold! One of our units has used all its ammunition.
hidden units have been discovered. Scrappers, ready! Our hidden units have been discovered. Units has used all its ammunition. Sworn warriors! Put up the shield wall! Pack them down! Lần này mình sẽ không phá tường thành nữa. Công thành có những kiểu... Cái này người ta mới gọi là công thành. The battle is turning in our favor. Now! Oathsworn warriors! Oathsworn warriors! Oathsworn warriors! Warriors ready! Scrap! One of our units has used all its ammunition. The enemy's tower has been destroyed. Oathsworn warrior, we are gone. Cut them down. They will bleed for us. Help, orders. Kill them all! Make them bleed! Hunters! Wait here! Melee warriors! What the... Keep watch!
Quay đầu. We have captured a tower. Quân vào nào, ai chả trong thành vẫn còn các đơn vị lễ dưỡng nữa kìa. Our hidden units have been discovered. Warriors on battle me! Ready! Hunter ready!
trận chiến cuối cùng của quân La Mã này. We have discovered the enemy's hidden units. Run, curse you! Deadly missiles ready! Victory for goal! Spearmen ready for battle! Hold on! Warriors ready! Kill! 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 Old sworn warriors! Come on! Warriors ready! Move in! Missiles ready! What do we say? Faster! Reload! Form a screen with your Our stick. Hidden units have been discovered! Kill the horses! Spears! Spear nobles! Oh. Ai, chà, ôi giời.
chạy hết rồi. Xem bọn này nó đánh nhau cũng đẹp mắt đấy chứ. Rồi. Khôi phục cái nước Kathagi này này. Kathagi. My ears are all you. Wise and reasoned agreements are always welcome in Carthage, as this agreement shows. Xong. Rome thế này đã xong. I live to serve the people. I don't care how tired you are. Do your duty, my warriors. Thirsty for battle. Faster, damn you all. Rồi, nó còn vài cái hạm đội ngoài này để xem nó làm cái trò gì nào. Gaul is mother to us all, is mother to us all. We cannot. Ready for further orders. Honor the gods and your ancestors. Rome. Rome đã tàn. Làm gì tiếp theo bây giờ nhỉ? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn có thể like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn có thể ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.